loại thực phẩm tốt cho não và cách giữ cho não luôn khỏe mạnh. Hiện tượng suy giảm trí nhớ ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, với tỷ lệ khoảng 85% người bệnh dưới 50 tuổi mắc phải căn bệnh này. Đáng ngạc nhiên hơn là số người trẻ tuổi dưới 30 tuổi vẫn gặp vấn đề trên, chiếm tới 20-30%. Não bộ là trung tâm điều khiển quan trọng của cơ thể. Vì vậy, việc cải thiện và củng cố chức năng não bộ là điều cần thiết, và một chế độ ăn uống với các thực phẩm tốt cho não bộ, thói quen sống lành mạnh giúp bạn thực hiện điều đó. Vậy những thực phẩm nào tốt cho não bộ, những thực phẩm nào gây giảm trí nhớ mà chúng ta nên tránh? Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề những thực phẩm giúp tốt cho não bộ và những thực phẩm không nên ăn để cho não bộ luôn tỉnh táo, trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là top 9 thực phẩm tốt cho não bộ trong chế độ ăn hàng ngày. Phần 2 là những thực phẩm không tốt cho não bộ mà bạn nên tránh. Phần 3 là những thói quen giúp não bộ luôn khỏe mạnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên là top 9 thực phẩm tốt cho não bộ. Não bộ là cơ quan sử dụng nhiều năng lượng, chiếm khoảng 20% lượng calo của cơ thể. Do đó, cơ quan này đòi hỏi một lượng lớn chất dinh dưỡng dồi dào để duy trì sức khỏe tổng thể. Dưới đây là top 9 loại thực phẩm. Thứ nhất là cá. Cá đứng hàng đầu trong danh sách thực phẩm tốt cho não. Trong thịt cá chứa nhiều axit béo omega-3. Đây là loại chất béo không bão hòa lành mạnh, giúp giảm nồng độ beta-amyloid trong máu, một loại protein hình thành các khối có hại trong não của những người mắc bệnh Alzheimer. Ngoài ra, omega-3 là một thành phần để xây dựng tế bào não và tế bào thần kinh. Những chất béo này rất cần thiết cho việc học tập và ghi nhớ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn cá thường xuyên có nhiều chất xám hơn trong não của họ. Chất xám chứa hầu hết các tế bào thần kinh, giúp não bộ kiểm soát việc ra quyết định, ghi nhớ và cảm xúc. Vì vậy, bạn nên ăn cá ít nhất 2 lần trên tuần để cải thiện và củng cố sức khỏe não bộ. Các loại cá chứa nhiều omega-3 bao gồm cá hồi, cá tuyết cá, cá ngừ, cá trích, cá mòi, cá rô phi. Ngoài ra, bạn có thể chọn nguồn omega-3 từ thực vật như các loại hạt, dầu ô liu và quả óc chó. Nếu bạn không thể tìm kiếm những sản phẩm đấy thì bạn có thể là sử dụng viên dầu omega-3 Q. Như trên tay Diệp đang cầm đây, một hộp dầu omega-3 Q như thế này sẽ sử dụng cho bạn mỗi ngày, chỉ cần một viên là bạn có thể cung cấp đầy đủ lượng omega-3 cho não bộ của bạn cũng như cho cơ thể của bạn. Là trà và cà phê, thức uống tốt cho não bộ. Các caffeine trong cà phê là một số tác dụng tích cực đối với não bộ, bao gồm tăng sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, thúc đẩy một số chất dẫn truyền dây thần kinh như dopamine. Tương tự như trường hợp của cà phê, caffeine trong trà xanh cũng giúp tăng cường chức năng não bộ. Thứ ba là nghệ. Cumin là hoạt chất có trong nghệ, được chứng minh là mang lại lợi ích cho các tế bào não. Đây là hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh, giúp cải thiện trí nhớ ở những người bị bệnh Alzheimer, làm giảm triệu chứng trầm cảm. Thứ tư là bông cải xanh, thực phẩm tốt cho não và giàu chất xơ. Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, ngoài ra nó cũng rất giàu vitamin K. Trong một chén bông cải xanh nấu chín khoảng 160g, có thể cung cấp 100% lượng vitamin cần tiêu thụ hàng ngày. Vitamin K trong bông cải xanh còn chứa một hợp chất có tác dụng chống viêm, giúp bảo vệ não khỏi bị tổn thương và cải thiện trí nhớ cho người lớn tuổi. Thứ năm là hạt bí ngô. Hạt bí ngô là thực phẩm tốt cho não bộ, chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể và não bộ khỏi tác hại của các gốc tự do. Ngoài ra, hạt này còn chứa nhiều hợp chất có lợi như là magie, sắt, kẽm và đồng, rất tốt cho não bộ. Thứ sáu là sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen chứa hàm lượng cacao từ 70% trở lên, có chứa một lượng hợp chất tăng cường trí não, bao gồm flavone, caffeine và chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa này đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của não bởi chúng hỗ trợ ngăn ngừa stress oxy hóa, nhận thức và các bệnh về não ở người cao tuổi. Thứ bảy là cam. Cam là trái cây chứa nhiều vitamin C. Loại vitamin này có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào não. Thêm vào đó, vitamin C hỗ trợ sức khỏe não khi bạn già đi và chống lại các tình trạng như rối loạn trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer. Ngoài ra, quả cam thì bạn cũng có thể nạp một lượng lớn vitamin từ các loại thực phẩm khác như là bưởi, quýt, quả sơ ri, ổi, kiwi, dâu tây, cà chua, ớt chuông. Thứ 8 là đậu nành. Đậu nành nằm trong top danh sách thực phẩm tốt cho não. Đây là nguồn cung cấp lớn chất dinh dưỡng tốt cho não bộ, bao gồm magie, kẽm, chất xơ, chất chống oxy hóa và folate.
Folate đặc biệt cần thiết cho chức năng não. Sự thiếu hụt folate có thể dẫn tới rối loạn thần kinh, chẳng hạn như là trầm cảm, suy giảm nhận thức. Thứ 9 là quả bơ. Quả bơ là thực phẩm tốt cho não, chứa nhiều chất béo bão hòa và có lợi cho sức khỏe, giúp thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh và hỗ trợ các dây thần kinh truyền thông tin trong não bộ. Chúng cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có giá trị đối với não, bao gồm folate, vitamin, vitamin E và đồng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phần thứ hai là những thực phẩm không tốt cho não bộ. Trong những bữa ăn hàng ngày, chúng ta nên hạn chế một số tối đa những loại thực phẩm không lành mạnh như là đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ. Theo các nhà nghiên cứu, đồ ăn chiên rán có thể liên quan tới việc giảm kích thước mô não và chứng viêm não. Đây thực sự là một thực phẩm có hại cho não bộ. Các loại đồ ăn nhanh chế biến sẵn, rượu bia và các loại đồ uống có nồng độ cồn cao khác. Dù bất kỳ ở độ tuổi nào, nếu uống quá nhiều rượu bia và các đồ uống có cồn khác có thể làm suy giảm chức năng não bộ. Thành phần chính trong các loại đồ uống này là cồn. Cồn tác động tích cực vào não bộ, gây giảm trí nhớ, rối loạn tư duy, rối loạn cảm xúc và hành động. Rượu ảnh hưởng tới hệ thần kinh nghiêm trọng. Các loại thực phẩm nhiều chất ngọt nhân tạo. Các nhà khoa học cho biết, người tiêu thụ nhiều các loại thực phẩm chứa nhiều chất ngọt nhân tạo có khối lượng não tổng thể nhỏ hơn, hồi hải mã nhỏ hơn đáng kể. Đây là phần não có vai trò quan trọng đối với trí nhớ và khả năng tiếp nhận kiến thức. Vừa rồi Diệp đã chia sẻ đến bạn những loại thực phẩm tốt cho não bộ và những loại thực phẩm không tốt cho não bộ. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp đã chia sẻ ở trên sẽ giúp ích được phần nào cho bạn, đặc biệt là trong quá trình rèn luyện trí nhớ cũng như là rèn luyện não bộ của mình. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và cùng lan tỏa video này tới nhiều người hơn. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.